Lời Chúa thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 23 thường niên, ngày 11 tháng 9 năm 2021. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là vòng gai trên đầu, Chúa đổi cho con khỏi nắng khỏi mưa. Ân tình đó là đấng rơi trên mình, Chúa nhận cho con khỏi yếu khỏi đau. Lời Chúa thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 23 thường niên, ngày 11 tháng 9 năm 2021. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ Bảy, chúng ta được mời gọi hướng lòng về Đức Mẹ, Mẹ của lòng thương xót. Khấn nài Mẹ cho giới trẻ ngày hôm nay, nhất là trong cơn đại dịch này, có được một hướng đi, giữ vững được niềm tin, niềm hy vọng và luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa, và dám mạnh dạn dấn thân thiện nguyện làm những việc bác ái, giúp đỡ những người nghèo, những người đau khổ, những người bệnh tật, noi gương mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Bây giờ mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 23 thường niên. Bài đọc 150, thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê, chương 1 câu 15 đến câu 17. 1 Timôthê 1:15 đến 17. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: chúc tụng danh Thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi. Chúc tụng danh Thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời. Ca ngợi danh Thánh Chúa, từ rạng đông tới lúc chiều tà. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thăm. Ai sanh tẩy thượng đế Chúa ta, đâng ngự chốn cao vời. Khui xuống để nhìn xem bầu trời trái đất. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo tung, người cất nhắc từ đống phân cho. Hallelujah, Hallelujah. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah. Mấy anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 6 câu 43 đến câu 49. Luca 6 43 đến 49. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rộng làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em lại gọi Thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều Thầy dạy. Ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa. Mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe. Bớt nghe những lời vô ích và nghe lời Chúa nhiều hơn. Thưa anh chị em và các bạn, đây là lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phê-rô trưa ngày Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 5 tháng 9 2021. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã suy tư về bài tin mừng Chủ nhật thứ 23 thường niên năm B, thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị điếc. Từ tật điếc thể lý ấy, Đức Thánh Cha nói đến tật điếc nguy hiểm hơn, đó là bệnh điếc của trái tim, của nội tâm, khiến chúng ta không lắng nghe lời Chúa và tha nhân. Bởi vì chúng ta có quá nhiều điều để nói, quá nhiều việc để làm, cho nên luôn vội vàng, vội vã, không có thời gian để lắng nghe tha nhân, nghe những nhu cầu của họ. Với Chúa cũng thế, chúng ta cầu xin Chúa nhiều điều là điều tốt, nhưng sẽ là tốt hơn nếu chúng ta lắng nghe người. Đây là điều mà Chúa yêu cầu chúng ta. Tất cả chúng ta đều có đôi tai, nhưng rất thường xuyên ta không thể nghe thấy. Có một chứng điếc nội tâm mà hôm nay chúng ta có thể xin Chúa Giêsu chạm vào và chữa lành. Nó còn tồi tệ hơn là tật điếc thể lý, đó là tật điếc của trái tim. Bởi vì vội vã và có quá nhiều việc để làm, quá nhiều điều để nói, cho nên chúng ta không thể tìm thấy thời gian để dừng lại và lắng nghe những người nói với mình. Chúng ta có nguy cơ là trở nên không thể tiếp nhận mọi thứ nữa và không dành chỗ cho những người cần được lắng nghe. Ta nghĩ đến những đứa con, những người già, nghĩ đến rất nhiều người không cần đến lời nói và những lời giảng dạy, nhưng họ chỉ cần được có ai lắng nghe họ. Họ khao khát được lắng nghe hơn là phải nghe. Cần lắng nghe trước hết. Thưa anh chị em và các bạn, đến đây chúng ta hãy tự hỏi rằng là khả năng lắng nghe của tôi như thế nào? Tôi có xúc động vì cuộc sống của người dân sống chung quanh tôi hay không? Tôi có biết cách dành thời gian cho những người thân thiết với mình hay không? Trong gia đình, trong cộng đoàn, có dành thời gian để lắng nghe nhau hay không? Hay là cứ mỗi người một việc, việc ai nấy làm? Rồi cuối cùng chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý đến ai. Cứ mỗi người là một hòn đảo trong một cái đại dương gia đình hay là cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng là lắng nghe, đây là điều mà ta cần phải làm. Nhưng cách đặc biệt là các linh mục phải lắng nghe dân chúng, không vội vã bỏ đi. Linh mục phải lắng nghe dân chúng, không vội vã bỏ đi. Lắng nghe và xem có thể giúp họ thế nào, nhưng chỉ có thể giúp gì được họ sau khi đã lắng nghe họ. Lắng nghe mới biết được nhu cầu của họ, lắng nghe mới biết được khó khăn của họ, Mới lắng nghe mới biết được thao thức của họ, lắng nghe mới biết họ cần gì để ta giúp đúng cái mà họ cần. Cho nên tất cả chúng ta cần phải lắng nghe trước rồi mới trả lời. Người ta mới nói vài câu, tôi biết rồi. Không biết là mình biết cái gì. Đâu biết là người ta nói cái gì đâu mà đã bảo là mình biết rồi. Mà khi mình mở miệng đã nói được vài câu, người ta đã chặn họng mình là tôi biết rồi, thì mình còn hứng thú gì để nói nữa hay không? Cho dù mình biết thì cũng phải lắng nghe coi cái biết của mình có đúng như vậy hay không, để kiểm tra lại. Mà muốn kiểm tra chỉ bằng cách là lắng nghe một cách cẩn thận, một cách chăm chú. Hãy suy nghĩ về cuộc sống gia đình, bao nhiêu lần chúng ta nói trước khi lắng nghe. Và khi nói thì cứ lặp lại những điệp khúc y chang nhau, khiến người nghe phải than lên rằng biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Không biết lắng nghe nên chúng ta luôn nói cùng những điều giống nhau. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng bắt đầu đối thoại không phải bằng lời nói mà bằng sự im lặng. Không bằng sự khăng khăng, nhưng bằng cách nhẫn nại, bắt đầu lại để lắng nghe người khác. Nghe những mệt nhọc khó khăn của họ và những gì họ mang trong lòng. Thưa anh chị em và các bạn, chữa lành trái tim bắt đầu bằng việc lắng nghe. Lắng nghe Chúa. Điều này cũng đúng với Chúa. Đặt ra với Chúa hàng đống yêu cầu của chúng ta là điều tốt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu trước hết chúng ta biết lắng nghe Chúa. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta điều này. Trong Phúc Âm, khi người ta hỏi Chúa Giêsu điều răn thứ nhất là gì, thì Chúa trả lời: nghe đây, hỡi Israel. Rồi người nói thêm: người hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của người hết lòng và yêu thương người thân cận như chính mình. Nhưng trước hết Chúa nói: hãy lắng nghe. Mỗi người tự hỏi lại lòng mình: tôi có lắng nghe Chúa không? Có nhớ lắng nghe Chúa hay không? Là các Kitô hữu, nhưng đôi khi với ngàn lời nói chúng ta nghe hàng ngày, chúng ta không thể tìm thấy một vài giây để cho một vài lời của tin mừng vang lên trong lòng chúng ta. Chúng ta không thể tìm lấy một vài giây để cho một vài lời của tin mừng vang lên trong lòng chúng ta. Chúa Giêsu là lời. Nếu chúng ta không dừng lại để lắng nghe người thì người sẽ đi qua. Thánh Augustino đã nói: tôi sợ khi Chúa đi vượt qua. Đó là nỗi lo sợ để Chúa đi vượt qua mà ta không lắng nghe người. Mất cơ hội. Nhưng nếu chúng ta dành thời gian cho tin mừng, ta sẽ tìm thấy bí quyết cho sức khỏe tâm linh của mình. Đây là liều thuốc. Anh chị em và các bạn nghe rõ liều thuốc mà Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ cho chúng ta để cho sức khỏe tâm linh của mình. Mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe. Bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm lời Chúa. Chúng ta hãy nghe những lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay, như trong ngày chịu bí tích rửa tội, Epphata, hãy mở ra. Xin Chúa mở lòng con ra để lắng nghe. Xin Chúa chữa lành trái tim con khỏi sự khép kín, khỏi sự vội vàng và thiếu kiên nhẫn. Chúng ta hãy cầu xin với mẹ Maria, Đấng đã mở lòng nghe lời, đã làm người trong cung lòng mẹ, giúp mỗi người mỗi ngày biết ngoan ngoãn, kiên nhẫn và chú ý lắng nghe lời con của mẹ trong tin mừng và nơi các anh chị em của chúng ta. Mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe. Bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm lời Chúa. Những lời vô ích mình cứ thích nghe rồi nó bực mình. Những lời vô ích mình cứ thích nghe rồi mình hoang mang, hoảng sợ, bối rối, rồi thắc mắc. Những lời vô ích của những người nói ra cái điều đó chẳng đem lại lợi ích gì cho ai, thì anh thương chị em đừng nghe nữa. Mình nghe nhiều quá mà không có gạn lọc, không có chọn lọc. Cái bộ đồ lọc của mình nó bị hư rồi, không hoạt động nữa. Cho nên là mình nghe đủ mọi thứ chuyện mà chẳng có thời giờ tĩnh lại để phân biệt những cái mình nghe đó đúng hay là sai, đúng ở mức nào và sai ở mức nào. Những lời mình nghe đó có đáng tin cậy hay không? Phaolô nói ngày hôm nay này, đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận đây này. Đó, Phaolô nhấn mạnh đây là cái lời đáng tin cậy và đáng mọi người lãnh nhận, đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi. Đó là sứ điệp của lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu đã đến thế gian này. Mục đích của Ngài đến thế gian này để làm gì? Không phải là để dạo chơi, cưỡi ngựa xem hoa. Không phải đến thế gian này để làm vua chúa, để mà tỏ uy quyền, để cai trị người dân thống khổ bần cùng này, nhưng để cứu những con người tội lỗi. Đó là điều chúng ta đáng tin, đáng nghe, đáng đón nhận. Nghe lung tung cho nó mệt. Nghe cái điều này, lời này nè, là Đức Giêsu đã đến trần gian. Ngài đã nhập thể, nhập thế rồi, trong một thời gian cố định, nhất định, nơi nhất định, đó là đất nước Israel. Thời gian, không gian và những con người cụ thể. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Và khi Ngài đến trần gian này là để mục đích là để cứu những con người tội lỗi. Cho nên Phaolô lấy mình ra làm một nhân chứng của lòng thương xót Chúa là chính Phaolô. Tôi được Chúa thương xót là vì Đức Giêsu muốn tỏ bày cho mọi người biết lòng đại lượng của người nơi Phaolô, để làm gương cho những ai tin vào Chúa để được sống muôn đời. Trước kia, Phaolô là một cái cây xấu. Cây xấu ấy vì lấy mình làm trung tâm, lấy sự hiểu biết học hỏi của mình làm cứu cánh, và hãnh diện về những cái đạo đức của mình. Tôi đã từng là thế này, tôi đã là thế nọ, tôi đã dĩ luật không sai chạy cái gì hết, không bắt bẻ được cái gì hết. Tôi là người mà hoàn thiện theo luật. Và cái cây xấu ấy sinh ra trái xấu là vì Phaolô đi bắt hại tất cả những người tin vào Đức Giêsu, không giữ đúng luật. Mình cho rằng Đức Giêsu là kẻ đến phá luật, không đón nhận Đức Giêsu, cho nên cái cây xấu ấy sinh trái xấu. Nhưng mà rồi làm sao mà Phaolô có thể sinh trái tốt được khi mà nói rằng tôi làm gương cho những ai tin vào người để được sống một đời? Khi Phaolô giảng dạy, đó là nhờ Chúa đã biến đổi cái cây xấu ấy. Cây xấu sao sao ngươi lại bắt bớ ta, giơ chân đạp mũi nhọn chỉ khốn cho ngươi, thành một Phaolô, một con người mới, một con người đã dứt bỏ cái quá khứ, một cái cây mới không còn bám rễ vào cái cũ nữa. Một cây mới ấy, cái mới mà nói rằng là đối với tôi tất cả là Đức Kitô, lẽ sống của tôi là Đức Kitô, vì Đức Kitô đến để kêu gọi, để cứu những con người tội lỗi. Mà Phaolô là con người đầu tiên, là người nhận biết rằng tôi là người đầu tiên đây, được Chúa cứu đây, lòng thương xót của Chúa dành cho tôi đây. Bây giờ tôi phải mạnh dạn đi làm chứng cho cái điều đó, vì Chúa đã biến đổi con người của tôi. Con người cũ đã chết đi rồi, bây giờ một con người mới đây. Cái cây cũ đã bỏ đi rồi, đây là cây mới đây, và cây mới ấy mới sinh được trái mới, trái ngon, trái ngọt, trái tốt. Cây nào sinh trái đó mà. Cho nên Phaolô nhận biết rằng mình là người tội lỗi, là cái cây xấu, mà lòng thương xót của Chúa biến mình thành một cái cây tốt. Và từ cái cây tốt đó thì Phaolô phải sinh ra những trái tốt khi mà đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa thương xót tôi, Chúa thương xót tôi. Vì vậy mà Phaolô mới dành thời giờ để mà nghe lời Chúa, dành thời giờ cả 3 năm trời để mà cầu nguyện, để nghiền ngẫm. Rồi sau khi thấm được lời Chúa rồi, hiểu thấu, suy thấu, cảm nhận rồi, lúc đó Phaolô mới ra đi loan báo và làm chứng. Ta không dành thời giờ để lắng nghe lời Chúa thì làm sao mà ta nói về lời Chúa được. Ta không dành thời giờ để ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, cảm nhận lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của tôi như là Thánh Phaolô, thì làm sao ta rao giảng về lòng thương xót Chúa được. Có chăng chỉ là những lý thuyết, chỉ là nguyên tắc, chỉ là những cuốn sách viết rồi mình chú giải, rồi mình nhẫn chú chứng, rồi mình đọc lại, hoặc là mình chia sẻ lại những tài liệu về lòng thương xót Chúa, chứ không phải chia sẻ những cái cảm nhận của mình về lòng thương xót Chúa như là Phaolô. Tôi là người được Chúa thương xót. Trước tôi là một con người tội lỗi, một người, nhưng được Chúa cứu, Chúa biến đổi cái cây xấu thành ra cây tốt, rồi từ cây tốt ấy mới sinh ra trái tốt. Chứ không phải là từ cây xấu mà có thể sinh ra trái tốt được, không bao giờ. Và đã là cây tốt rồi thì cố gắng làm sao để sinh ra hoa trái tốt, bằng cách là nghe và làm theo lời Chúa. Nghe và làm theo lời Chúa. Không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời đâu. Không phải cứ nghe rồi để đó mà được vào nước trời đâu. Nghe mà đem ra thực hành, như là người xây nhà trên đá vững chắc. Bao nhiêu phong ba bão táp không có làm cho nhà đó tan tành được. Nền tảng vững chắc đó là việc nghe và làm theo lời Chúa. Còn nền tảng mong manh như là xây nhà trên cát là nghe xong để đó, nghe rồi quên luôn, nghe rồi không đem ra thực hành, hay là chỉ để nghe để lặp lại, bắt người khác phải làm mà mình không có làm. Cho nên khi mà mình dành thời giờ như là Đức Thánh Cha Phanxicô, dành thời giờ im lặng một chút để lắng nghe, bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm lời Chúa, thì lúc đó lòng mình tràn đầy ơn Thánh Chúa, suy gẫm về Chúa, về hạnh các thánh, về những điều tốt lành. Lòng mình tràn đầy thì lúc đó từ kho tàng của lòng mình mới phát ra. Nếu kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Lòng có đầy miệng mới nói ra. Khi mình chỉ nghĩ đến tiền, lòng mình nghĩ đến tiền thì mở miệng là mình nói về tiền. Khi nào mà mình chỉ nghĩ đến cái quyền lực, chức tước, địa vị, thì khi mình nói ra là lúc nào cũng muốn tỏ ra mình là người có uy quyền, có chức tước, có địa vị. Hãnh diện về những cái đó. Rất hãnh diện về những cái đó. Lòng mình chỉ tràn đầy đi tìm quyền lực, đi tìm danh vọng, thì mở miệng ra là mình nói về cái đó. Cây xấu thì sinh trái xấu, cây nào thì sinh trái đó. Lòng mình đầy thì miệng mình mới tràn ra. Cho nên khi mình cứ thích nói xấu hay là nhận xét, phê bình, chỉ trích người khác, thì chứng tỏ rằng trong lòng mình đang đầy sự ganh tích, ganh tị. Cho nên mình mới tràn ra miệng bằng cái thái độ là ganh tị, ganh ghét, phê bình, chỉ trích, nói xấu và làm những điều xấu xa. Vì từ cái suy tưởng đi đến lời nói, và lời nói biến thành hành động. Cho nên ta thấy có những người lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác, cho nên mở miệng là họ nói xấu, mở miệng là họ phê bình, mở miệng là họ chỉ trích. Lòng họ đầy tràn những cái đó rồi, họ chỉ coi họ là trung tâm, là điều chính yếu, như là Phaolô trước khi ngã ngựa, cho mình là nắm vững chân lý, và những người nào không theo mình là giết sạch hết. Vì thế mà khi lòng mình tràn đầy những cái ý tưởng xấu rồi, thì mở miệng ra là mình nói xấu. Chiếm để ý mà coi. Có những người luôn lên đến đâu là gây rối đến đó, luôn đến đâu là đâm bị thóc, thọc bị gạo. Người ta đang sinh hoạt yên ổn, nhào vô là gây ra trở ngại khó khăn. Vì lòng người ta có những điều xấu rồi, thì vô đó nó làm cái xấu nó lây lan ra, như virus, dễ lây lan lắm. Rồi người ta cũng bắt chước để mà nói xấu nhau. Tại vì người ta nói xấu mình nói xấu lại. Người ta phê bình mình phê bình lại. Người ta chỉ trích mình chỉ trích lại. Chú nói như thế thì các con có hơn gì những người dân ngoại? Có khác gì những người không công giáo? Ở ngoài đời họ cũng làm như thế. Còn các con thì phải như thế này, như thế này, như thế này, này. Đó lời của Chúa mà mình nghe và đem ra thực hành. Mỗi ngày mình nghe lời Chúa, cố gắng đem ra thực hành trong cuộc sống của mình. Và mỗi ngày chúng tôi chia sẻ với anh chị em cũng là những lời Chúa nhắc nhở chính bản thân mình. Hãy sống những điều mình chia sẻ và chia sẻ những gì mình sống, những gì mình cảm nhận. Hãy nói về lòng thương xót Chúa từ chính những cảm nhận của mình, từ chính những đụng chạm, cọ sát nơi trái tim của mình với chính con người tội lỗi của mình và với những người khác nữa. Thì lúc đó mình nói về lòng thương xót Chúa như là Phaolô nói: tôi làm chứng vì tôi được Chúa xót thương, nên là tôi là người tội lỗi mà tôi được Chúa xót thương. Thì không lý nào mà anh chị em không tin tưởng vào Chúa để được Chúa xót thương, để được Chúa tha thứ, để được hưởng hạnh phúc đời đời. Còn chờ gì nữa mà không lên đường chạy đến với lòng thương xót Chúa đi. Còn đi tìm ở địa chỉ nào nữa, còn đi tìm ở chỗ nào nữa bây giờ. Chạy đến đi, nghe và làm theo đi. Mình chạy đến với lòng thương xót Chúa, cảm nhận lòng thương xót Chúa rồi mới nói, mới loan truyền, mới rao giảng về lòng thương xót Chúa được. Và cái lời mình nói ấy phải đi đôi với những việc mình làm. Lòng đầy thì trào ra nơi miệng và nơi việc làm của mình. Chứ không thì mình chỉ yêu bằng đầu môi chót lưỡi thôi. Vẫn là xây nhà trên cát, không phải xây nhà trên đá. Ngày hôm nay chúng thấy có nhiều người lạy Chúa, thích những cái hình thức bên ngoài, thích những cái nghi lễ bên ngoài, thích những cái tổ chức bên ngoài. Mà bây giờ thì tất cả cái đó tiêu hết rồi. Covid đã đến, dẹp sạch hết rồi. Điều mà Đức Cha Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn nói: những cái gì mình muốn làm lắm, muốn bớt những hình thức đi vào chiều sâu, muốn biết những cái rườm rờ, lễ nghi, tiệc tùng linh đình, mình muốn làm lắm mà không làm được. Bây giờ Covid nó làm được hết. Cảm ơn nó. Thưa anh chị em, nghe mà đau chứ. Có người ta không tự mình thay đổi được mà phải để cho cái con Covid vô hình nào đến nó thay đổi mình. Nhục chứ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được rằng là Chúa yêu thương mình, Chúa xót thương mình. Mình phải là chứng nhân của lòng thương xót Chúa, bởi Chúa đã thương đến tôi, Chúa đã cứu tôi, Chúa đã đụng chạm đến tôi, Chúa đã biến đổi cái con người cũ của tôi, cái cây cũ của tôi thành cây mới, cây xấu thành cây tốt, và từ cây tốt đấy mới sinh được những trái tốt. Và người ta sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa khi chúng ta cho người ta thấy được hoa trái của lòng thương xót Chúa là những việc làm bác ái, sẻ chia, xót thương. Chúng ta cùng thinh lặng, như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi, thinh lặng một chút để nghe Chúa nói với mình điều gì sau khi mình đã chia sẻ và lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, xin mở miệng con, mở tai của con, như Chúa đã chữa cho người câm điếc ngày hôm nay. Epphata, hãy mở ra. Xin Chúa cũng mở lòng, mở trí chúng con ra để nghe và làm theo lời Chúa, để chúng con trở thành người có phúc. Xin cho lòng chúng con tràn đầy lòng thương xót của Chúa, để trao ra mây miệng chúng con những điều về lòng thương xót Chúa, và nơi việc làm của chúng con cũng thấm đượm lòng Chúa xót thương. Xin Chúa cho những người xin chúng con khấn nguyện được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, được ơn hoán cải, được ơn bình an và giải thoát tất cả những khó khăn, những trở ngại trong cuộc sống cá nhân cũng như gia đình và cộng đoàn. Chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng để đón Chúa vào trong tâm hồn mình. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lây Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, chiêm xa ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó chịu nhiều câu xỉ nhục, Chúa nhận cho con khỏi nỗi sầu thương. Ân tình đó là lời chê khinh miệt, Chúa nhận thấy con khỏi tiếng thi khi. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa bao la. Lòng thương xót Chúa, với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là vòng tay dịu hiền, Chúa chờ che con được sống bình yên. Ân tình đó là đường đi sớm chiều, Chúa dìu con qua khỏi chốn vực sâu. Tản mạn cuối tuần thứ Bảy 11 tháng 9 2021. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng con ngã lòng trông cậy. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững. Khi Chúa mở trí lòng con và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Tản mạn cuối tuần thứ Bảy 11 tháng 9 2021. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Mỗi thứ Bảy chúng ta hướng về mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Xin mẹ xót thương nhân loại này, thương con dân Việt Nam, thành phố Sài Gòn, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đang oằn mình vì virus corona, chịu bao nhiêu thống khổ, đói khổ. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cất đi cơn đại dịch này. Và nhất là xin mẹ cho mọi người được thực hiện mệnh lệnh của mẹ là sám hối, cải thiện đời sống để Chúa xót thương, tha thứ và ban ơn chữa lành. Vâng, và bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nâng ly cà phê ngát mùi hương ngọt ngào. Nói đến cà phê, nhớ bài hát Ly Cà Phê Cuối Cùng. Không biết các bạn có nghe Van tam ca sao băng hát bài ly cà phê cuối cùng hay lắm. Tôi thích nghe nhạc, tôi cũng thích hát. Mỗi cái tội là hát không hay. Cũng giống như là thích ăn món ăn ngon mà mỗi tội nấu không ngon. Cho nên ngay từ bé tôi cứ sống bằng âm nhạc. Nhà không có máy thì đi nghe lén hàng xóm, nghe đi ngang qua, mà nhất là Giáng sinh, mà cứ nghe nhạc Giáng sinh là cứ phải đứng lại ngẩn ngơ một hồi. Rồi lớn lên cũng cứ thích văn nghệ, văn gừng, ca hát, mà mỗi tội thích hát mà hát không hay, thích nấu, thích ăn ngon mà nấu không ngon, thích làm đẹp mà người mình cũng không đẹp. Thôi thì tự ăn ủi mình bằng là hát hay không bằng hay hát. Mình hát cho mình nghe chứ mình có hát cho ai nghe, mà lỡ ai có nghe mà không có vừa tai, thôi thành thật xin lỗi như vậy. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê ngát mùi hương ngọt ngào. Chiều thu về gió lạnh điều hiu, thấy tâm tư dạt dào, thấy buồn buồn làm sao. Quán mơ xinh xinh lặng lẽ, mưa tí tách bên hiên nghe như ngàn lời nạo nề. Tay vàng, môi vàng lừa theo làn khói thuốc thơm, khói thơm bay lên tầng cao lôi cuốn theo bao sầu thương. Tôi thích cái mấy câu cuối của bài này, và đó là điều mà muốn chia sẻ với các bạn. Đời như cánh chim bay ngàn phương, chia ly rồi đây mỗi người đi một đường. Chuyện tâm tình thôi đành dở dang, siết tay nhau một lần, kết chặt tình bạn thân. Chúc nhau nâng ly lần cuối, cầu mong cho bọn mình, tuy xa mà tình chẳng rời. Quên buồn, quên sầu tìm vui mà sống, nhớ nhau mỗi năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Có hai câu. Mời các bạn nâng ly cà phê. Cầu mong cho bạn mình, cầu mong cho bọn mình, tuy xa mà tình chẳng rời. Xa mặt mà không cách lòng. Rồi quên buồn, quên sầu, tìm vui mà sống. Mình ba đứa bên ly cà phê, còn tôi thì bây giờ có một mình bên ly cà phê thôi. Giờ tập trung nơi công cộng không được quá hai người mà. Cho nên là có mấy anh bạn nhậu ở Sài Gòn chắc là nghiền quá chịu không nổi. Bốn anh mua một thùng bia về nhậu, bị bắt được và phạt mất 16 triệu. Rồi có chỗ khác thì chắc cũng nghiền quá không chịu nổi, hát karaoke cũng xúm lại, chục người phạt mất mấy chục triệu. Thưa chị em, bây giờ mỗi người chúng ta không gặp nhau được. Vậy thì cầu mong cho bọn mình, tuy xa mà tình chẳng rời. Không gặp gỡ nhau được không có nghĩa là mình không thể thương nhau được, không thể yêu nhau được. Có khi gặp gỡ nhau, càng gặp mặt càng thấy ghét. Ngủ dậy mà mở mắt ra mà thấy nó là thấy cả một ngày đó là ngày sầu đông về rồi. Gần nhau, nằm bên cạnh nhau mà giống như là hai hòn sỏi nằm cận kề nhau mà không bao giờ có thể tương thân tương ái được. Trong khi có những mối tình, tình bằng hữu, tuy xa đó nhưng mà là lòng vẫn gần, vẫn liên kết với nhau, nhất là những anh chị em trong cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Mỗi ngày chúng ta gặp gỡ nhau 3 giờ chiều giờ lòng thương xót, 7 giờ tối giờ lòng cầu nguyện với Chúa Mân Côi, và mỗi ngày ta nghe bài giảng, ta tham dự bàn tiệc thánh và tiệc lời Chúa và tiệc mình Chúa thiêng liêng. hiệp thông với nhau trong lời Chúa và trong việc rước lễ thiêng liêng. Tôi thấy mỗi ngày của tôi nó đầy tràn hết. Và suốt ngày tin nhắn, điện thoại, email không rời lúc nào. Có lúc nào mà mình cảm thấy cô đơn một mình đâu. Cho nên dẫu là bây giờ đang ngồi đây bên ly cà phê và chia sẻ với các bạn tản mạn cuối tuần mà lòng vẫn thấy ấm lên. Và bài hát đó là quên buồn, quên sầu, tìm vui mà sống. Ở ngoài ba anh lính này, một anh thì là tôi sông pha biên cương đã nhiều, anh khác thì tôi lênh đênh trên khơi từng giờ, anh khác thì tôi hiên ngang bay trên bầu trời. Một anh không quân, một anh hải quân, rồi một anh là chắc là bộ binh. Nhưng mà họ còn nói được với nhau là quên sầu, quên buồn, tìm vui mà sống. Vậy thì chúng ta, những người Công giáo, nhất là anh chị em của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, mình đang hoang mang, đang hoảng sợ, đang lo buồn. Có nhiều người trầm cảm, có nhiều người bị stress, có nhiều người thì lung lạc hoặc mất đức tin. Tại sao mình không quên buồn, quên sầu, tìm vui mà sống? Tìm vui không phải là bên ly rượu để gọi là giải sầu. Tìm vui cũng không phải là rủ nhau lại để mà đánh bài. Tìm vui cũng không phải là họp nhau lại để mà tán gẫu, rồi thì tán mãi không biết tán chuyện người, chuyện mình, xong rồi tán chuyện người, đâm ra nói hành nói xấu, rồi phê bình chỉ trích người khác, nói xấu người vắng mặt, sầm xì bàn tán. Không phải tìm vui trong những cái cuộc liên hoan thâu đêm suốt sáng, hay là tìm vui trong những trang web, lướt web, rồi cái điều cần xem thì không xem, mà lại xem cái không cần thiết và cái rất không nên xem, rồi để cho tâm trí mình bị phân tán, hoảng loạn đủ mọi thứ. Đã biết mình không vững rồi thì những cái tin nhắn xấu, những cái tin tức xấu, những cái gì không hay không tốt cứ delete hết đi, đừng có bận tâm chi. Còn nếu mình đủ vững, nhìn vào cái đó và cầu nguyện để vượt lên thì tốt. Nhưng mà không đủ nghị lực, không đủ ý chí, không đủ vững thì thôi, delete, xóa sạch đi. Xóa từ trong máy và xóa ngay trong đầu mình luôn, để mình quên buồn, quên sầu, tìm vui mà sống, và đem niềm vui đến cho người khác. Làm sao thưa các bạn, mỗi buổi chiều tản mạn cuối tuần mình đem niềm vui đến cho nhau. Đừng có tản mạn xong rồi về, trời ơi nghe câu chuyện nó buồn quá, mất ăn mất ngủ, nghe chuyện nó buồn quá, thảm quá, vân vân. Ông cha phụ trách Thanh soạn mấy bài hát trong chỗ chúng tôi, ngày cứ chọn mấy bài buồn. Anh em bảo thôi bây giờ nó đã buồn lắm rồi, cha chọn bài nó vui vui đi. Bài cứ thế gian mây mờ, với lại ngày dài u ám, với lại u sầu, với lại khóc lóc, với thở than, đủ lắm rồi. Dân than, dân thở, dân kêu đủ lắm rồi. Bây giờ mình còn cứ hát những bài đó, nghe nó nản chí anh hùng lắm, nó mất hết nhuệ khí đi. Nhạc thì ê a, lời thì nặng nề, rồi bi quan im thế, thở than thung lũng, nước mắt trốn u sầu, thảm sầu, thế gian u mờ, với lại ngày dài đêm đen. Thôi đi, hát cái bài cho nó phấn khởi một chút, cho nó lên tinh thần một chút, cho người ta vực lại niềm tin của mình, chứ đừng có làm người ta bị kéo trì trệ xuống. Thưa anh chị em và các bạn, có một bạn bảo cha hát cái bài đừng xa em đêm nay, hôm câu chuyện cổ tích câu chuyện cổ tích thứ năm vừa rồi đó, thưa anh chị em. Rồi tôi hát bài đừng xem đêm nay, lúc mà cái cô đó gặp với hoàng tử, rồi hai người nhảy múa với nhau. Bảo bài đó cha hát dở quá, bảo tôi biết sao giờ. Ai mà cũng muốn hát hay, mà hát cỡ đó là cố gắng hết sức rồi đó. Hát rồi bài hát tôi phải tập với cả méo cả miệng. Một bài giảng soạn còn nhanh gấp 10 lần một bài hát đấy. Nhưng mà cái nó cho nó vui, thưa anh chị em, cho nó vui thôi mà. thì người đã gửi tôi cái bài hát là con chế lại cái bài hát mà cha hát hôm vừa rồi, Đừng Xem Đêm Nay, của nhạc sĩ Đức Huy. Xin phép nhạc sĩ Đức Huy để cho chúng tôi chế lại một tí. Đó là người ký tên là Phung Pham gì đó, gửi cho tôi, nói là đây là bài hát Hãy Đi Đi Cô Vi. Tại vì là Covid thì là gọi là Cô Vi cho nó dễ hát. Tôi nói vậy sao không hát luôn thâu âm để tôi phát ra cho mọi người nghe cho nó dễ hát, chứ bắt tôi hát nó không ra làm sao cả. Bảo kệ, chả cứ hát đi, hát hay không bằng hay hát. Cái mục đích chính là cái nội dung, cái ý mình muốn nói hơn là cái phần hình thức. Hình thức có thì tốt, nhưng mà có những người hát rất hay nhưng mà không có nội dung. Họ hát thì lấy tiền, họ đâu có tâm tình gì trong đó thì cũng ăn thua gì. Thì mời anh chị em cùng với nhau chúng ta hát bài này, và đó là lời cầu xin. Cầu xin Chúa hãy cất đi Covid khỏi thế giới này. Chỉ có Chúa mới làm được, chứ còn con người không gì làm được. Con người chỉ chống chế thôi. Nó tấn công mình chỉ trong thế thủ và không đỡ nổi thì chạy trốn, vỡ trận. Chứ làm gì mà trấn áp được nó đâu, thưa anh chị em. Có thấy nó đâu mà trấn áp, có thấy nó đâu mà chống. Vừa mới chế ra được cái vaccine 1 thì nó đã ra cái con virus 2. Chế được vaccine 2 nó còn ra con virus 3 lấy đầu chống. Cho nên là khẩn cầu lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, hãy cất đi Covid này. Chúng con đã sợ rồi. Chúng con đã nhận biết lỗi lầm của mình. Chúng con thống hối ăn năn, quyết tâm sửa đổi cuộc đời của mình, quay về với lòng thương xót Chúa, chứ không chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền lực, địa vị thế gian này nữa. Xin Chúa thương cất đi. Xin Chúa hãy dập tan sự dữ đang bao bọc chúng con, đã vây bọc chúng con tứ bề. Lạy mẹ, mẹ cầu cùng Chúa thương chúng con đi mẹ. Chết mất, chúng con chết mất. Hãy xa đi cô vì tôi muốn cô đi thật xa. Hãy đi đi cô vì khỏi chốn này. Đừng đem bao đau thương bao trên chóc cho người dân. Con tim đau đớn quá nhé cô. Hãy đi đi cô vì cô hãy cút đi thật xa. Đừng để tôi ngày nào cũng đuối hoài. Hãy đi đi nhanh nhanh, tôi sẽ vẫy tay chào cô. Và hãy nói cô sẽ đi nhanh. Hãy đi nha cô vì khu phố này đã buồn thiêu. Hãy đi xa đêm nay ai cũng mừng. Hãy đi ngay đêm nay cho dân đỡ bao sầu đau. Hãy đi ngay đêm nay. Hãy đi đi cô vì cô có biết cô ly không? Hãy đi đi cho nhanh dân thơ phào. Vòng tay bao anh em đêm khuya vắng đã cùng nhau. Chia cơm xe áo trao yêu thương. Hãy đi nha cô vì cô hãy hứa cô sẽ đi. Đừng để dần buồn dài qua tháng ngày. Hãy nghe dân than van, đâu thực phẩm đâu bình an. Bao con tim vỡ nát với lao đao. Hãy đi nha cô vì khu phố quen đã ngủ say. Hãy đi luôn nhà cô, đừng ghé lại. Hãy đi trong đêm nay cho dân khỏe vào ngày mai. Hãy đi cô Vi. Hãy đi nhanh cô Vi đã có Chúa đang ở đây. Cùng khẩn cầu lòng Chúa luôn xót thương. Hãy ra tay xua Covid đi thật nhanh. hãy đi đi cô Vi. Hãy đi đi cô Vi. Hãy đi đi cô Vi. Thưa anh chị em, nếu mà mình sống như thế nào đó để mà người ta cứ phải xua đuổi mình như vậy thì cuộc sống chẳng còn gì đáng sống nữa. Sống làm sao để khi mình sinh ra thì người khác vui mừng, và mình ra đi nằm xuống thì người khác khóc. Sống như thế nào để khi mình sinh ra, thay vì người ta mừng vui thì người ta khóc vì một quái thai, một quái nhân ra đời. Và khi mình ra đi, như cô Vi ra đi, thì người ta vui mừng, phấn khởi, tạ ơn Chúa. Đi mà người ta còn nuối tiếc, sống mà người ta còn thương nhớ, còn sống mà để khổ cho người ta thì ở làm cái gì? Đi sớm đi. Sống mà làm cho người ta bị nặng nề, bị đe dọa, bị đủ mọi thứ khổ thì hiện diện làm cái gì? Biến ngay đi khỏi cõi đời này. Biến ngay. Có nhiều người vợ vì thấy chồng say sưa đánh đập mình nhiều quá, anh hãy biến đi khỏi cuộc đời của tôi đi, anh hãy biến mất khỏi cái gia đình này đi. Cũng vậy, có những cộng đoàn mà có những thành viên trái tính dở nết, y như Covid vậy, đi đâu là lây lan cái tật nói hành nói xấu. Mà cái nói hành nói xấu nó kéo bè kéo đảng, nó kinh lắm, lây lan nhanh lắm. Anh chị em nói những điều tốt người ta chưa tin ngay đâu, mà có tin người ta cũng chẳng muốn làm theo đâu. Tại vì làm theo là phải hy sinh, phải vất vả, phải quên mình, phải thế này thế khác. Nhưng mà anh chị em nói cái điều xấu thôi, như là Đức Giáo Hoàng nói, cái thứ virus này nó mới kinh khủng. Virus của cái sầm xì, của cái nói hành nói xấu, nó xé nát cái cộng đoàn ra. Và nó lây nhanh lắm. Nói xấu cái người ta nghe, nói xấu cái người ta nghe, chẳng cần kiểm chứng, chẳng cần phải đối chứng, chẳng cần phải cái gì. Cứ nói xấu là nghe và làm theo luôn. Lây nhanh, nhanh vô cùng. Cái điều xấu chẳng ai nói, chẳng ai dạy, mà cứ thấy người ta làm là ai làm vậy tôi làm theo, ai làm bậy tôi cũng làm theo luôn, ai làm sao thì tôi làm vậy, mà ai làm bậy tôi cũng làm theo luôn. Đó là Covid ghê gớm nhất ấy. Thưa anh chị em, chúng ta ngồi tản mạn nói chuyện với nhau thử coi, trong người tôi đang có cái Covid nào. Tôi sợ Covid Delta rồi Beta đủ thứ, Corona gì đó nó xâm nhập vào tôi, và nó làm cho chất kháng thể trong tôi không còn chống lại được nữa, và lúc đó tôi tiêu. Vậy thì những cái Covid độc hại nào đang ở trong mình? Covid của cái nghĩ xấu, của cái nói xấu. Hai cái đó nó khủng khiếp nhất. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác, lúc nào nhìn cũng thấy được cái, không thấy được cái tốt mà chỉ thấy cái xấu. Và khi người ta làm cái gì mình cũng cắt nghĩa xấu trước tiên thay vì cắt nghĩa tốt. Tôi nói với mấy em của tôi, tập cắt nghĩa lành cho họ trước khi đã. Cứ nghĩ tốt cho họ để không biết họ như thế nào, nhưng mà lòng mình được nhẹ nhàng đã. Cô bếp, chà, hôm nay con tức quá sao vậy? Con mua 200.000 cua về tính nấu cho ăn cho nó thay đổi đi. Mới mày ăn khoai với mì mãi ngán. Mày có gặp được cái chỗ nó bán lề đường chộp đại, mua. Nhưng mà con đưa về nhà thì lúc mà rửa chuẩn bị đem đi nấu gì đó, người thấy mùi nó hư rồi. Tức quá nó lừa mình. Tôi nói chứ chắc họ lừa mình đâu, vì có khi họ bắt cua bắt ốc ngoài đồng, rồi từ đó mà đưa ra ngoài đường lộ mất quãng thời gian, rồi đứng chờ khi này sáng đến chiều mới có người mua. Và lúc mình mua thì cái con cua nó hư rồi, họ cũng đâu có biết, cho nên họ bán cho mình. Rồi mình rửa đi rồi mình bắt đầu xào nấu thì mình mới ngửi thấy cái mùi nó, chứ họ đâu có biết. Thôi, tội nghiệp họ. Mừng cho họ là họ bán được, họ có tiền, họ sống qua ngày hôm nay đã được rồi. Còn mình không ăn cua thì mình ăn mì có sao đâu. Nghĩ vậy cho lòng mình thanh thản. Anh chị em cứ tập nghĩ tốt thì lòng mình nó thanh thản, đỡ nặng nề, đỡ bực, đỡ buồn, đỡ chán, đỡ khó chịu. Còn cứ nghĩ đến con bực lắm, cứ mỗi lần nghĩ vậy con tức lắm. Nghĩ làm cái gì cho nó khổ vậy không biết. bao nhiêu cái điều hay, điều đẹp, điều tốt thì không nghĩ. Những cái điều xấu nó cứ vô đầu mình, không chịu đẩy nó đi. Cái kháng thể trong mình yếu quá, kháng thể lơ tơ sơ. Có người hỏi, cha mấy bạn bị Covid đã khỏi chưa? Tại vì nhóm thiện nguyện tín thác chúng tôi thì có 4 bạn và cả gia đình bị nhiễm virus corona. Không đi công tác được, phải nằm nhà dưỡng nghỉ. Tôi nói đừng đi bệnh viện làm gì, bệnh viện bây giờ hết chỗ rồi. Vô đó họ không chăm sóc nổi đâu. Không chết vì Covid mà chết vì cô đơn. Cô đơn còn kinh khủng hơn Covid. Nằm nhà đi. Rồi cả nhà họp nhau lại cầu nguyện, chia sẻ và nuôi dưỡng bằng những bài giảng lòng Chúa thương xót. Mỗi ngày cái món ăn tinh thần đó ăn đi, thưởng thức đi. Rồi hít thở, tập thể dục, hít thở. Rồi ăn uống cho nó đầy đủ, nghỉ ngơi, tinh thần thư giãn. Một chị bên Mỹ lo lắng bảo các bạn sao rồi, có cần thuốc gì cho con gửi về hay không? Tôi nói đây có thuốc rồi. Bảo chắc có thuốc gì mà nó hết vậy? Bảo đỡ rồi, các bạn tuần nay thấy khỏe rồi. Có 4 bạn thì đã 2 bạn đã âm tính rồi, chuẩn bị là nó bảo con mà khỏe là con tiếp tục đi, chả sợ nữa. Bảo vậy chắc có thuốc gì hay vậy? Tôi đây tôi có thuốc. Thuốc này chẳng có vô giá. Bảo cha mua ở đâu? Lúc nào cũng chẳng có. Mình có muốn hay không, có muốn xài hay không xài, và xài thuốc có tin hay không. Xài thuốc mà không tin thuốc thì ăn thôi gì. Bảo thuốc gì? Thuốc lờ tờ sờ. Thuốc gì nữa? Hãng nào chế? Lờ tờ sờ. Hãng nào chế? Ai chế ra vậy? Giêsu. Giêsu, thuốc lòng thương xót. Tín thác. Chúa nói con tin thế nào con được như vậy. Đức tin của con cứu chữa con. Cho nên nhiều gia đình đã được ơn chữa lành. Và chúng tôi xin được chia sẻ với các anh chị em và các bạn hôm nay những người được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, là mở lòng ra. Trong Covid này, trong hoàn cảnh Covid này, nhiều người thì đóng lòng mình lại, lo thủ. Có những người bảo trời, con yên tâm lắm rồi, Covid sao con không sợ? Sao vậy? Có 3 tháng con không sợ. Sao có thuốc gì vậy? Con mua đồ ăn con chất đầy tủ lạnh này. Nhà con ăn 3 tháng không hết, cho nên không có phải đi đâu hết. Mà cũng chẳng có sợ Covid nào nó vô được nhà con. Tôi hỏi vậy thì lỡ rồi lúc mở cửa ra thì thấy không còn ai nữa rồi sao? Bảo sao rồi không còn ai? Thì giờ mình chị ở trong nhà đóng chặt cửa, không quan tâm đến ai. Có đồ ăn đủ 3 tháng mà chung quanh người ta không có đồ ăn, người ta chết hết. Lúc mở cửa ra cả xóm chết hết, mình chị sống, chị có sống được không? Có vui không? Giêsu Maria, biết nghĩ đến người khác một chút chứ. Chất đầy đồ ăn 3 tháng mà chẳng quan tâm gì đến người khác là sao? Cha ơi, nhân ngày sinh nhật con gái con 12 tuổi, ngày 9/9 năm nay, con nói với cháu là mẹ sẽ không tổ chức sinh nhật cho con như mọi năm. Thay vào đó, mẹ sẽ dùng số tiền này gửi về cho cha, góp vào quỹ giọt sữa cho bé Thơ, để cha phân phát đến với những em bé đang thiếu sữa vì dịch Covid ở Việt Nam. Con gái con đã đồng ý và chúng con xin gửi đến cha những giọt sữa cho bé Thơ từ bên Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, một cái sinh nhật quá tuyệt vời phải không? Của một đứa bé 12 tuổi. Và đây là một cái sinh nhật nữa cũng tuyệt vời không kém. Bên kia thì bên Mỹ, còn bên đây thì bên Úc. Cha ơi, sinh nhật của con tháng 8 vừa qua, cùng ngày sinh với thánh nữ Faustina 25 tháng 8. Tạ ơn Chúa, xin cho con biết noi gương thánh Faustina để được xứng đáng làm tông đồ lòng thương xót của Chúa. Tất cả quà sinh nhật của con vừa qua, con đã nói với các con của con là quà của các con mừng mẹ sẽ được gom lại để làm quà cho các em nhỏ bên Việt Nam đang đói khát trong cơn đại dịch Covid. Những phần tiền này sẽ được mua sữa cho các em bên quê hương Việt Nam của mình. Và các con của con đã thêm tiền tiết kiệm của mỗi đứa vào chung với quà sinh nhật của mẹ để gửi về cha, để cha phát sữa cho các em bên Việt Nam. Con sẽ chuyển tiền bác ái của gia đình con và một số bạn con cũng nhờ con gửi cha làm bác ái cho nạn nhân Covid. Xin cha cầu cho chúng con luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa bất cứ hoàn cảnh nào. Đấy, thưa anh chị em, ước mong rằng có những trái tim người lớn hay là trẻ nhỏ biết mở ra, chứ không phải là con an tâm rồi, con có đầy đủ đồ ăn 3 tháng nữa con cũng không chết đâu. Còn những người khác chết chung quanh mình thì sao? Con là một giáo viên Công giáo. Con biết đến lòng thương xót của Chúa vào khoảng tháng 3 năm 2019. Con cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn nhiều kể từ khi con biết đến lòng thương xót của Chúa. Con bị mất tiếng 2 năm liên tiếp, mỗi năm bị mất 10 ngày không nói được. Vào năm thứ 2, con mất tiếng, con nhắn tin cho cha xin cha cầu nguyện. Nhưng năm ngoái và năm nay con không bị mất tiếng nữa. Tạ ơn Chúa. Con gái nhỏ của con lúc hơn 2 tuổi bắt đầu thường xuyên ngồi nghiêng một bên và gồng mình lên toát hết cả mồ hôi. Một bên bàn chân của bé nổi cục bị chai ngày càng lớn. Đi khám bác sĩ nói là bị yếu thần kinh, cho uống thuốc bổ thần nhưng không uống được. Còn cứ để vậy cho đến khi bé hơn 6 tuổi đi khám bác sĩ, và bác sĩ bảo ngộ không tốt rồi, khuyên con đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng. Người ta chụp não, hai bác sĩ đọc. Bác sĩ này nói không sao, bác sĩ kia lại nói có vấn đề. Rồi họ cho toa mua thuốc đến gần 600 ngàn, mà về bé không chịu uống. Khi biết đến lòng thương xót của Chúa, con cầu nguyện. Con của con hết lúc nào con cũng không hay, cục chai ở chân cũng biết mất. Hôm trước bé nói với con thử gồng lại mà không có cảm giác gì cả. Không thích gồng mình như hồi xưa. Hồi xưa cứ ngồi một mình hay ngồi học là lại gồng. Con mừng lắm, cảm tạ Chúa. Con gái lớn của con chậm nói, chậm đi, yếu, học cũng không được lanh lẹ lắm. Con cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Học kỳ 2 lớp 4 vừa rồi, điểm toán của bé được 10 điểm. Con mừng muốn khóc luôn. Các môn khác có thi, bé cũng được 8 cho đến 9 điểm hết. Công việc của con cũng nhiều thành công hơn các năm trước. Chúa cho con hơn cả con mong đợi trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi của con. Đạt được 2 huy chương vàng Olympic toán lớp 10 ở tỉnh. Sức khỏe của con cũng tốt lên rõ rệt. Con bị hen phế quản từ lúc con là học sinh. Ra trường đi dạy bệnh càng nặng hơn. Uống thuốc Tây, thuốc Nam gia truyền, nhau mèo đen cũng không hết mà ngày càng nặng. Khi chuyển trời sắp mưa hay áp thấp nhiệt đới, sắp có bão ở xa, có khi ở mãi bên Philippines mà con cũng không thở được. Con phải nắm ghì tay lên cầu thang, mồ hôi toát ra, hai hàm răng nghiến lại, đầu đau kinh khủng. Con phải uống thuốc nhưng cả tiếng sau mới cắt cơn. Bây giờ nhớ lại con vẫn còn sợ. Nhưng tạ ơn Chúa, kể từ tháng 4 năm ngoái đến bây giờ, con khỏe hẳn, không cần dùng thuốc nữa. Con nghe cha giảng và cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho cha. Con Isabel Lê Hồng Sa. Mời các bạn nhấp ly cà phê. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa muôn vàn. Mỗi ngày nhận được những lá thư, những tin nhắn, những email làm cho tôi thấy rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa thật vô biên, bao la. Chúa nói ta ban cho con cái bình tín thác. Cái bình ấy do con càng tín thác bao nhiêu thì cái bình ấy càng mở ra bấy nhiêu và ơn ta xuống cho con bấy nhiêu. Mà lòng tín thác con càng ít, giống như cái bình con thu nhỏ cái miệng chai lại, miệng bình lại. Có khi con bịt kín luôn, con không tín thác, thì ơn ta không thể đổ xuống trên con được. Tùy con. Con viết những dòng này để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Khác với những thư trước là chỉ xin ơn, còn thư này con xin được chia sẻ với cha và anh chị em có đạo cũng như không có đạo, về niềm hạnh phúc mà Chúa đã ban tặng cho một người chị em tên là Liễu. Chị này là người ngoại đạo. Gia đình chị ở Sài Gòn. Chúng con đang sống bên Mỹ cùng với chị. Có người chị gái là bác sĩ, còn em trai là dược sĩ ở California, USA. Gia đình chị đã lần lượt bị nhiễm Covid. Anh trai, chị dâu và hai cô em gái điều trị ở nhà nhưng không bớt, nên bắt buộc phải đưa vào bệnh viện. Và rồi chuyện lo sợ nhất của chị Liễu cũng đã đến. Nhận được tin báo anh trai đã mất, còn chị dâu và một người em gái đã rơi vào hôn mê. Lúc này chị run rẩy nghẹn ngào, khóc và gọi cho con. Chị hỏi con bây giờ phải làm gì đây? Con nói để em nhắn tin nhờ cha Long và cộng đoàn cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Nhưng chị cũng phải cầu nguyện nữa. Chị lắp bắp lính quính. Được, em nhờ cha liền đi. Con đã nhắn tin và cha trả lời liền là phải tín thác vào Chúa thì cha mới cầu nguyện được. Thế rồi, chị nói với con chị muốn đến nhà thờ tham dự thánh lễ Chúa Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021 ở nhà thờ Saint Maximilian Kolbe. Và con đã hỏi chị có muốn đến nhà nguyện để cầu nguyện với Chúa Thánh Thể không? Chị nói rất muốn. Nhưng cùng lúc đó, chúng con nhận được tin người mẹ 91 tuổi cũng bắt đầu tụt oxy và test COVID dương tính. Chị nói vừa bỏ điện thoại xuống thì nhận được một số điện thoại lạ. Đang lúc hoang mang và sợ hãi nên chị nhắc điện thoại lên và nói liền lộn số rồi. Nhưng từ đầu dây bên kia cha lên tiếng, cha lòng đầy. Chị nói chị như người sắp chết đuối với được cái phao. Chị liền nói, cha ơi cứu con, cứu gia đình chúng con với. Xin cha cầu nguyện, xin Chúa cứu gia đình chúng con. Mặc dù con là người ngoại đạo, nhưng con tin vào Chúa. Xin cha cầu nguyện cho chúng con. Kể từ lúc đó chị cảm thấy hạnh phúc hơn, bình an hơn một chút. Và cũng từ sau hôm đó chúng con bắt đầu làm tuần 9 ngày kính lòng thương xót Chúa. Nhưng ngay trong buổi tối ngày thứ nhất, chúng con đang lần chuỗi thì nhận được tin chị dâu mất. Chị đã té lăn ra nhà nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong lúc lúng túng, con chỉ biết ôm lấy chị và nói chị hãy dâng hết lên cho Chúa vì Chúa đang ở đây. Con không biết phải nói gì và không biết làm gì lúc này. Thế là con đã dùng những bài giảng của cha như bài Chúa chữa lành bệnh cho người phụ nữ chỉ cần đụng vào áo Chúa. Rồi con kể cho chị nghe về chuyện chiếc cầu thang 33 bậc Thánh Giuse đã làm ở nhà nguyện của các sơ tại tiểu bang New Mexico. Khi đó các sơ cũng làm tuần 9 ngày cầu nguyện thì ngày thứ 9 Thánh Giuse giúp. Nỗi buồn này chưa qua thì chỉ 4 tiếng sau lại báo tin em gái mất rồi. Sáng ngày hôm sau thêm một em gái nữa ra đi vĩnh viễn. Bây giờ gia đình chỉ còn lại một mẹ già 91 tuổi đang phải thở oxy. Thật khủng khiếp quá phải không cha? Nhưng cha ơi, nhờ cuộc gọi điện thoại an ủi cũng như lời cầu nguyện của cha đã thêm sức mạnh cho chị ấy vượt qua được những ngày đau buồn. Và con cũng thấy mỗi ngày chị càng tin tưởng vào Chúa hơn. Thế rồi niềm vui bất ngờ đã xảy đến vào đúng ngày thứ 9 tuần Kiều Nhật kính lòng Chúa thương xót. Chúng con vừa kết thúc tuần Kiều Nhật thì chị nhận được tin người mẹ già 91 tuổi bị dương tính với Covid, bây giờ thử lại đã âm tính với Covid. Tạ ơn Chúa. Bây giờ chị quyết định sẽ đi học giáo lý và xin được rửa tội để làm con Chúa. Chiều nay, con đã dắt chị đến gặp một cha xứ Mỹ. Cha này tặng chị một cuốn kinh thánh bằng tiếng Việt, một tượng chịu nạn và một bức ảnh thánh gia. Cha ơi, còn một thứ rất đặc biệt mà cha xứ Mỹ tặng cho chị ấy, đó là chiếc radio bài giảng lòng Chúa thương xót của cha Long. Không biết ở đâu mà cha lại có cái máy của cha mà lại dành để tặng cho người Việt Nam mấy bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Cha thêm lời cầu nguyện cho chị ấy và gia đình được bình an. Và nhất là xin ơn trở lại, không chỉ cho chị Liễu mà cả gia đình những người còn lại. Chị có nhờ con gửi một chút để nhờ Cha làm bác ái dùm chị ấy. Cha ơi, mới đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa được 9 ngày mà chị Liễu đã thuộc chuỗi Kinh Lòng Thương Xót rồi Cha ạ. Xin Chúa ban thêm sức khỏe cho Cha và luôn đồng hành với Cha để Cha giúp chúng con. Xin Cha cũng cầu nguyện cho con nữa vì con cũng là người tội lỗi yếu đuối. Con là Maria Vũ Thanh Thủy ở Ohio bên Mỹ. Nếu có dịp qua Mỹ, con nhất định đón Cha đến Ohio. Con muốn viết rõ ràng cho mọi người để làm chứng rằng với sức của con người, dù là bác sĩ, dược sĩ cũng không thể làm gì được nếu không có Chúa. Thưa anh chị em, một lá thư mà chúng ta thấy trải qua biết bao nhiêu cung bậc, thử thách nặng nề như thế. Càng cầu xin thì sự khó càng đổ dồn vào. Cầu xin một, cầu xin hai, cầu xin ba. Và tuần Kiều Nhật suốt 8 ngày, bà mẹ già 91 tuổi thở oxy cấp cứu gần chết. Vậy đến ngày cuối cùng thì bà mẹ mới tỉnh lại và thử là âm tính với Covid. Như vậy mà vẫn mạnh dạn xin học giáo lý và được rửa tội để làm con Chúa. Những người công giáo mình, những người đạo gốc mà gặp trường hợp mà cứ chết liên tục những người trong gia đình mình, hết anh, hết chị rồi, hết chị dâu đến em gái, liên tiếp 3-4 người chết như vậy, liệu mình còn đủ vững tin hay không? Mà họ là người ngoại đạo, mà họ dám tin, dám vượt qua cái khó khăn, cái thử thách như thế. Mà không những vậy mà còn xin học giáo lý để làm được rửa tội làm con Chúa nữa. Và làm bác ái để giúp những người khác nữa. Quên cái đau của mình, quên nỗi buồn của mình. Giống như bài hát: quên sầu, quên buồn, tìm vui mà sống. Quên sầu, quên buồn, tìm vui mà sống. Tìm vui không phải nơi thế gian mà nơi lòng thương xót Chúa. Một lá thư có hai phần. Phần thứ nhất là xin ơn và phần thứ hai là tạ ơn. Xin Cha cầu nguyện cho chị gái con là Trần Thị Hải, 39 tuổi, bị Covid. Mặc dù chị gái con đã tiêm ngừa được một mũi rồi. Cách đây 3 ngày, con cũng tiếp xúc với chị gái con. Xin Cha cầu nguyện cho chị gái con và con, cũng như tất cả mọi người được bình an trong lòng Chúa thương xót giữa cơn đại dịch này. Con tạ ơn Chúa. Sau 2 tuần, nhận được lá thư của cùng một người viết tiếp: Cha ơi, con cảm tạ Chúa. Cảm ơn Cha đã cầu nguyện cho chị con và con. Sau 2 tuần bị dương tính với Covid, thì nay chị gái con đã xét nghiệm âm tính và đi làm được rồi. Còn con thì chỉ bị ho mà thôi, không bị nhiễm virus corona. Mong Cha luôn bình an và mạnh khỏe để cầu nguyện cho tất cả mọi người trong cơn đại dịch này biết tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương. Một lá thư tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa, gia đình cháu ngoại con ở quận 8 Sài Gòn bị nhiễm Covid. 3 người, mẹ chồng cháu bị nặng phải đi cấp cứu, phải thở bằng máy. Con cho cháu số phone của Cha. Cháu đã nhắn tin xin Cha cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Sau đó ít lâu, cũng người đó viết tiếp: Tạ ơn Chúa, Chúa đã cứu cả nhà cháu được bình an và xuất viện về rồi Cha ạ. Chúc Cha được tràn đầy ơn Chúa và bình an để cầu nguyện cho mọi người hãy tin vào lòng thương xót Chúa thì sẽ được cứu phần hồn và phần xác. Và đây là một lá thư của một người bạn trẻ. Mời các bạn. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê ngát mùi hương ngạt ngào. chẳng có đứa nào cả, có một mình tôi ngồi đây. Nhưng mà anh chị em và các bạn đang cùng nghe, cùng chia sẻ với nhau những lá thư của những con người được ơn Chúa. Họ mạnh dạn, họ nói lên. Con là Maria Nguyễn Tường Thủy Trân. Năm nay con 25 tuổi. Con đang ngồi nghe bài tản mạn cuối tuần ngày mùng 4 tháng 9 năm 2021. Và con chợt nhớ ra rằng con còn nợ cha một email làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay con trả nợ cho cha đây. Nếu nói về lòng thương xót Chúa, con không sao kể hết những hồng ân mà Chúa đã ban đến cho cuộc đời con và gia đình con. Cha ơi, cha có nhớ lời bài hát Cho Con Vững Tin không? Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Cuộc đời của con cũng giống như bài hát đó vậy. Trước tháng 5 năm 2020, con đã có một cuộc sống sung sướng đầy đủ, được cha mẹ yêu thương, học hành thuận lợi. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của con thật đúng với bài hát Toàn những hoa hồng. Cho đến khi một biến cố ập đến. Con bị phát hiện có một khối u lớn trong não. Lúc đó, ba mẹ con đã khóc rất nhiều. Còn con thì rất sợ phải rời xa ba mẹ vĩnh viễn. Nhưng nhờ có lời cầu nguyện của cha mà căn bệnh của con đã được chữa trị thành công. Qua thử thách đó, gia đình con cũng có một hồng ân lớn hơn nữa, đó là ba của con ngày càng gần Chúa hơn. Ba con là người ngoại đạo. Lúc biết con bị bệnh u não như thế, ba con đã chạy đến cầu nguyện cùng Chúa, cầu nguyện Đức Mẹ, xin Chúa và mẹ cứu giúp đứa con gái duy nhất mà ba rất thương yêu. Giờ đây, mỗi khi làm việc gì mà ba lo lắng, ba đều cùng với hai mẹ con đứng trước bàn thờ cầu nguyện Chúa và Đức Mẹ. Ba con cắm hoa bàn thờ còn đẹp hơn cả con cắm nữa đó cha. Chuyến bay sang Mỹ của con vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, cũng nhờ lời cầu nguyện của cha và mọi người trong gia đình mà con đã đến Mỹ được bình an, như lúc cơn đại dịch vẫn còn đang lan tràn. Cảm ơn cha, vì đã là điểm tựa tinh thần cho tất cả chúng con, những người đang cần đến lòng Chúa thương xót. Xin Chúa cho cha được bình an và sức khỏe. Thưa anh chị em, còn nhiều lá thư nữa lắm mà không thể đọc một ngày hết được. Chúng ta sẽ chia sẻ tiếp vào những thứ Bảy sắp tới. Bây giờ thì mời anh chị em và các bạn, chúng ta cùng nghe câu chuyện Người ăn xin triệu phú. Vì trong bài chia sẻ vừa rồi, ta thấy có những người mừng sinh nhật, ta nhường món quà sinh nhật đó cho những người nghèo. Rồi có những người ngoại đạo đã biết chia sẻ cho những người khác. Có những người công nhân chỉ đủ sống nhưng mà cũng biết dành dụm để nghĩ đến người khác. Và đây, tại Los Angeles bên California bên Hoa Kỳ, có một người ăn xin được nhiều người biết đến. Tên của ông là Vargas. Năm nay ngoài 70 tuổi. Hàng ngày, ông chăm chỉ đi nhặt những chiếc lon nhôm bị vứt đầy đó hay trong các thùng rác trên hè phố. Sở dĩ được nhiều người biết đến là bởi vì ông không phải là người ăn xin bình thường, mà là một người ăn xin triệu phú. Nguyên trước kia, ông là một người ăn xin. Nhưng nhờ may mắn, ông đã trở thành triệu phú. Dù có nhiều tiền, ông vẫn tiếp tục là người ăn xin và không quên gốc gác của mình. Và chỉ vì cái gốc gác ấy mà ông không quên yêu thương những người nghèo khổ. Theo ông, ông vẫn tiếp tục nghề ăn xin là để được gần gũi những người bất hạnh. Và số tiền ông thu nhập được hàng ngày, ông mang về cho các trẻ em nghèo. Ngay từ lúc trúng số, ông đã dành ra một số tiền lớn để làm quỹ tiết kiệm cho các em nghèo hiếu học. Quả thực, ông là một người triệu phú đích thực. Ông giàu không phải vì số tiền ông có được, mà giàu vì tấm lòng từ thiện bác ái của ông. Hình ảnh người ăn xin triệu phú trên đây có thể gợi lại cho nhiều người trong chúng ta bài thơ quen thuộc của thi hào Ấn Độ Tagore. Bài thơ kể lại một người ăn xin ngồi trước cổng làng. Một hôm, nhà vua đi qua đó. Bất thình lình, nhà vua dừng lại trước mặt người ăn xin. Người ăn xin nghĩ rằng hôm nay mình trúng số rồi, chắc chắn là nhà vua dừng lại và sẽ cho mình không ít, không nhiều thì ít. Chắc chắn như vậy, cho nên người ấy mở cờ trong bụng và mở luôn cả cái túi mình ra để sẵn sàng đón nhận những món quà vô giá mà nhà vua sẽ ban cho mình. Nhưng người ăn xin này vô cùng ngạc nhiên. Thay vì là nhà vua cầm cái gì để trao cho mình, bố thí cho người ăn xin, ngược lại, nhà vua lại đưa tay ra xin người ăn xin bố thí cho mình. Bực quá, cái ông vua keo kiệt này, biết mình nghèo như thế, biết mình ăn xin như thế, nhà vua giàu có như thế mà nỡ lòng nào lại đi ăn xin của một cái thằng nghèo hành khất này cơ chứ. Đóng cửa đi ăn mày là sao? Người ăn xin hậm hực, bất mãn trước thái độ của nhà vua. Được, muốn vậy ta sẽ cho. Từ trong cái bị rách rưới của mình, người ăn xin thò tay vào, lấy đúng một hạt thóc trong muôn ngàn hạt thóc mà anh đã xin được trong cả một ngày. Anh chỉ lựa nhặt lấy đúng một hạt thôi, đặt vào tay nhà vua, giống như là một cách để chơi nhà vua. Ông giàu có như thế mà ông xin tôi à? Vậy thì được, cho ông đúc một hạt thóc mà thôi. Nhà vua cúi đầu cảm ơn và lặng lẽ ra đi, lên xe khuất dạng. Người ăn xin này vẫn còn hậm hực trong lòng lắm. Chiều về, người ăn xin mới lấy trong cái bị của mình ra, trong cái bị mà anh ta đã đựng thóc ăn xin được trong cả ngày. Anh sờ vào trong túi của mình, thì giữa những hạt thóc ấy vẫn bỗng óng ánh một ánh vàng. Anh ta bới trong hạt thóc đó ra thì thấy chính là hạt thóc mà anh ta đã bố thí cho nhà vua. Cái hạt thóc ấy bìa trở lại và biến thành hạt vàng, biến thành một hạt vàng. Anh tôi nhìn thấy một hạt vàng nằm giữa một đống thóc như thế. Anh ta bật khóc. Đố anh chưa biết tại sao anh ta bật khóc. Mừng quá ư? Tạ ơn, vui mừng. Tại sao anh ta bật khóc? Các bạn suy nghĩ đi. Tôi uống miếng cà phê cái đã. Nào, các bạn cho câu trả lời suy nghĩ của mình. Tại sao anh ta bật khóc khi nhìn thấy một hạt vàng nằm giữa đống thóc trong cái bị của mình? Bật khóc vì vui mừng. Ô, mình có được một hạt vàng. Mừng quá khóc. Nhiều người trúng số khóc, nhiều người gặp đứa con đi hoang hay đứa con đi lạc tìm lại được nó, ôm nó mà khóc. Hai vợ chồng xa nhau lâu ngày bây giờ gặp lại, ôm nhau khóc. Đoàn tụ bên Mỹ, diện gia đình đoàn tụ, ôm nhau khóc ngay giữa phi trường. Vậy thì người này khóc vì cái gì? Anh chị em nghĩ đi. Người này bật khóc và nói rằng phải chi mình lấy tất cả những hạt thóc trong túi mình có để cho nhà vua. Thì bây giờ tất cả những hạt thóc đã biến thành hạt vàng rồi. Tiếc, hối tiếc vì mình chỉ có lấy có một hạt thóc, cho nên nhà vua cũng trả lại đúng một hạt, nhưng mà thay vì hạt thóc thì trở thành hạt vàng. Có một tác giả đã viết bài hát đó và kết bằng câu là người anh này đã hối hận và khóc. Phải chi tôi dâng hết cho người, phải chi tôi dâng hết cho người. Phải chi mà mình dâng hết tất cả cho nhà vua thì bây giờ mình đã nhận được hết tất cả bằng vàng rồi. Thưa anh chị em và các bạn, Thiên Chúa xem chừng cũng đối xử như thế với chúng ta. Một hạt thóc bé mọn chúng ta chia sẻ cho người khác chính là của lễ dâng lên Chúa. Khi nhận được một hạt thóc bé mọn của chúng ta, Thiên Chúa sẽ đền đáp cho chúng ta một hạt thóc bằng vàng. Tất cả những gì chúng ta dâng cho Ngài và chia sẻ cho Ngài đều không mất đi, nhưng sẽ được đền bù lại gấp trăm lần. Và bằng muôn ngàn cách thế, chúng ta sẽ được đền bù. Bởi vì chúng ta chia sẻ cho người khác đều là dâng cho Chúa. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Chúa nói, đong đấu nào sẽ được đong bằng đấu ấy. Không những vậy mà còn dằn, còn lắc đổ cho nó vun đầy lên nhiều hơn nữa những gì mình đã cho đi. Người ấy hối tiếc vì mình cho ít quá, cho có một hạt thóc. Giá mình cho hết thì là ngon rồi. Mình có dám quảng đại như Chúa hay không? Có dám giàu lòng xót thương như Chúa hay không? Có dám biết cho đi là có phúc hơn là nhận hay không? Có biết mở lòng ra, mở hầu bao ra, mở trái tim ra và mở cửa nhà mình ra để ra đi mà đến với những người bất hạnh, nhất là trong thời buổi Covid này? Dĩ nhiên mình không thể nào đi đến từng nhà thăm như ngày xưa được, nhưng mà gián tiếp như là những người vừa mới chia sẻ giọt sữa cho bé thơ hoặc là món quà sinh nhật cho người nghèo đấy. Và anh em chúng tôi là những người không có của thì có công, anh chị em không có công thì có của. Cứ vậy, ta trở thành những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng những hành động thiết thực cụ thể, không bằng những lời nói suông, không bằng những lý thuyết, không bằng những ý tưởng trừu tượng cao vời khôn với, mà bằng hành động thiết thực cụ thể. Và qua đó người ta nhận ra lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng của những người con cái Chúa giàu lòng thương xót. Ngày thứ Bảy, chúng ta kết thúc bằng lời bài hát mà tuần trước chúng ta đã chia sẻ với nhau, Mẹ ơi đói thương xâm nước Việt Nam, để xin Mẹ cất đi cơn đại dịch. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa chữa lành những người đau bệnh, những căn bệnh nan y và nhất là bị nhiễm virus corona về thể xác cũng như tinh thần. Mà virus corona tinh thần mình nhiễm nó còn khó trị hơn nữa. Xin Mẹ mở rộng tâm lòng của tất cả mọi người biết cho đi những hạt thóc để nhận lại được những hạt vàng. Mẹ ơi đói thương xem nước Việt Nam, dịch Covid khắp nơi lan tràn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an cho Việt Nam qua phút nguy nan. Amen. lòng thương xót Chúa quá mênh mông như trời giáng đón. Giọt nước nóng dưới ống tim con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi như một màu son. Nhiều khi con đến với Chúa, tâm tư vẫn còn nghi ngại. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng niềm tin con nào thấy. Lòng thương xót của Chúa từ nhân, hằng ban xuống ngàn phúc hồng ân. Ai đến với Chúa luôn ơn.